chính thức ra đời từ năm 1979 với hai chuyên ngành đào tạo là phát thanh và truyền hình, được sáp nhập cùng khoa báo chí vào năm 1983. Đến năm 2003, khoa phát thanh truyền hình được tái thành lập với số lượng chuyên ngành đào tạo nhiều nhất trong học viện là 5 chuyên ngành gồm báo phát thanh, báo truyền hình, quay phim truyền hình, báo mạng điện tử và báo chí đa phương tiện. Sau 15 năm gây dựng và phát triển, đến nay, khoa phát thanh truyền hình là đơn vị có quy mô đào tạo lớn nhất học viện báo chí và tuyên truyền, cả về chuyên ngành đào tạo, cấp đào tạo và số lượng lớp, số lượng sinh viên, học viên, cũng như số lượng giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Khoa phát thanh truyền hình là một khoa chủ công của nhà trường. Và cái điểm nhấn quan trọng là đội ngũ ngày càng phát triển, ngày càng được trẻ hóa, đào tạo rất cơ bản, nâng cao trình độ và có được cái uy tín ngày càng cao trước sinh viên. Mặt khác là khoa đã nhanh chóng tiếp cận được cái thực tiễn phát triển báo chí, để không ngừng đổi mới cái nội dung chương trình cũng như phương thức đào tạo. Và do đó mà đã đóng góp rất là quan trọng cho sự phát triển của viện báo chí truyền. Thành quả ngày hôm nay của khoa phát thanh truyền hình không thể có được nếu thiếu đi nền móng vững chắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, các giảng viên trước đây của khoa gây dựng, những con người đã toàn tâm toàn sức đóng góp cho từng bước phát triển gian khó của những ngày đầu. Ngày đầu mới thành lập thì đội ngũ giáo viên của chúng tôi rất là đông. Nhưng sau đó tổng do điều kiện thì một số khá lớn giáo viên có kinh nghiệm và có thể nói trước đây từng lãnh đạo cơ quan báo chí thì chuyển ra làm cán bộ lãnh đạo ở ngoài học viện, và một số chuyển sang cả khoa phòng ban ở trong học viện. Cho nên là chúng tôi đến một giai đoạn thì chúng tôi phải hỏng, có cái gỗ hỏng về cái đội ngũ giảng viên. Nhưng mà chúng tôi không vì thế mà cái việc quyết tâm của chúng tôi không thực hiện được, mà chúng tôi phải tiếp tục nhận giáo viên và nhận những giáo viên đủ điều kiện và tiếp tục đào tạo bồi dưỡng giảng viên. Chúng ta cũng đã có một số đồng chí giảng viên, một số anh chị em giảng viên đã có học vị cao, học vị tiến sĩ. Nhưng mà cái số lượng như vậy thì nó có thể chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy tôi nghĩ là những cái ngày đầu như thế là khoa tạo mọi điều kiện để cho các giảng viên trẻ được học, tiếp tục học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ. Và bên cạnh cái việc học thì chúng ta cũng phải gánh vác, chia sẻ cái nhiệm vụ của những người đi học. Tức là những giảng viên nào mà không học thì ở nhà sẽ tăng cái thời gian giảng dạy lên. Kể từ thời điểm tái thành lập năm 2003, số lượng sinh viên của khoa chỉ vẻn vẹn hơn 100 sinh viên với 3 lớp chuyên ngành, phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử. Đến nay, quy mô đào tạo và số lượng sinh viên của khoa đã tăng lên 10 lần với 25 lớp đại học chính quy, 6 lớp cao học, 3 lớp nghiên cứu sinh với tổng số khoảng 1.400 sinh viên và học viên. Và chúng tôi mở thêm chuyên ngành quay phim, báo chí đa phương tiện, mở thêm cả cái chuyên ngành của cao học. Nhưng có thể nói là cho đến bây giờ là 65 năm thì chúng tôi thấy là thứ nhất là cái tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức của cán bộ giảng viên khoa phát thanh truyền hình và cũng như sinh viên. Cái thứ hai, chúng tôi vẫn quyết tâm và chúng tôi luôn luôn thực hiện là bao giờ cũng phải xây dựng cái thương hiệu của khoa phát thanh truyền hình thành một khoa đào tạo ở nhà báo mạnh ở trong cả nước và trong học viện báo chí tuyên truyền. Cho nên chúng tôi đã vượt qua tất cả và chúng tôi đã thực hiện cái điều đó. Với tinh thần đoàn kết ấy, con thuyền phát thanh truyền hình đã vượt qua sóng biển gập ghềnh để cập bến, đưa các thế hệ sinh viên tới bờ tri thức. Sau gần 40 năm thành lập và 15 năm tái thành lập, cùng với khoa báo chí, khoa phát thanh truyền hình hiện nay đã trở thành một thương hiệu đảm bảo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đào tạo báo chí. Chương trình đào tạo các chuyên ngành của khoa được thiết kế dựa trên mô hình đào tạo chuyên sâu với sự tư vấn từ các chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông ở Việt Nam và ở nước ngoài. Khoa đang đảm nhận những chuyên ngành có chất lượng cao của nhà trường. Thế vì vậy mà nhà trường cũng đã quan tâm đầu tư có thể nói là nhiều nhất trong số các chuyên ngành của học viện cho khoa phát thanh truyền hình. Nhà trường cũng đã xin được cấp trên để mở các phòng thực hành, máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất cho sinh viên và cho thầy và trò để tăng cường công tác thực hành và tăng cường các cái giờ thực hành trong chương trình đào tạo. Trong chương trình của khoa phát thanh truyền hình đã được cấu trúc đảm bảo tất cả các cái môn học đều có các cái giờ lý thuyết và giờ thực hành. Phần lớn các cái môn học là theo cấu trúc là 1-1, tức là một tín chỉ lý thuyết tương ứng với một tín chỉ thực hành. Khoa đã tổ chức cho sinh viên thực hành không những là ở trên các cái phòng thực hành, tổ chức cho sinh viên đi thực địa
đến các cái cơ sở thực tập của các đài truyền hình ở trung ương và địa phương. Với mục đích đào tạo nên những sinh viên báo chí thành thạo nghiệp vụ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ban lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã sớm trang bị cho khoa hệ thống các phòng học thực hành, các studio, các trang thiết bị hiện đại. Cộng hưởng với sự hỗ trợ đó của lãnh đạo học viện, Ban chủ nhiệm khoa cũng đã ra quyết định thành lập các câu lạc bộ nghiệp vụ sinh viên, gồm có câu lạc bộ truyền hình sinh viên STV, câu lạc bộ phát thanh sóng trẻ, ban biên tập trang tin sóng trẻ. Đây được coi như những xưởng đào tạo nghề hữu hiệu của khoa. Với truyền thống nối tiếp gối đầu, các thế hệ sinh viên đi trước luôn tỏ rõ trách nhiệm và đam mê trong việc dìu dắt và truyền lửa cho các thế hệ sinh viên đi sau. Ở đó thì chúng tôi đã học được rất nhiều thứ, như là một cái quy trình tác nghiệp báo mạng điện tử hoàn toàn là chỉnh chu, cũng có ban, cũng có người lãnh đạo, cũng có các cộng tác viên, phóng viên và biên tập viên, một quy trình rất là hoàn hảo cho báo mạng. Sau này khi mà đi làm báo chính thức ở bên ngoài rồi thì những cái kỹ năng đấy bổ trợ cho chúng tôi đấy là cái sự tự tin. Trời ơi, được thực hành rồi thì thấy mình tự tin lắm. Dĩ nhiên là mình không phải là tự tin quá đáng, nhưng ít nhất đấy là mình có thể là bớt va vấp những cái mà mình ngày xưa mình đã trải qua rồi. Những sai lầm mình đã mắc rồi thì bây giờ mình sẽ hạn chế đi được phần nào tốt phần đấy. Cũng nhờ có hoạt động chuyên môn và ngoại khóa ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, sinh viên của khoa đã thực sự trở thành những chuyên gia trong việc tổ chức các sự kiện truyền thông mang đậm phong cách và cá tính của khoa phát thanh truyền hình. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival đã có tuổi đời 15 năm, mang lại thương hiệu không chỉ cho khoa phát thanh truyền hình mà cho cả Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó, Giải Báo chí Sóng Trẻ bắt đầu từ năm 2016 đã gây nên tiếng vang lớn, là sân chơi nghề nghiệp có uy tín cho sinh viên khoa phát thanh truyền hình nói riêng và sinh viên trong học viện nói chung. Cũng chính từ những sân chơi như thế, cộng với hoạt động thực hành nghề nghiệp hàng ngày tại các câu lạc bộ nghiệp vụ sinh viên, mà lực lượng sinh viên do khoa phát thanh truyền hình đào tạo đã trở thành nguồn lực không thể thiếu cho các cơ quan báo chí hiện nay. Chúng ta có một cái nhìn ngày càng lạc quan về chất lượng đào tạo của khoa phát thanh truyền hình. Đó là các sinh viên ra trường tốt nghiệp từ khoa phát thanh truyền hình đã tiếp cận ngày càng tốt hơn cái lao động báo chí ở các cơ quan báo chí. Đó là hệ thống các đài truyền hình, đài phát thanh từ trung ương xuống địa phương. Và đó thực sự là những cái lực lượng làm việc mà chúng tôi thấy là ngày càng phát huy được cái vai trò mạnh mẽ trong đời sống báo chí của chúng ta hiện nay. Nhà trường đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản rất là cần thiết, giúp cho các sinh viên ra trường khi được tuyển dụng thì nắm bắt công việc rất là nhanh. Đương nhiên là thông qua xã Việt Nam chúng tôi thì mỗi lần tuyển dụng đều có những cái khóa đào tạo bổ sung, nhưng những kiến thức cơ bản trong trường khi được cung cấp một cách bài bản cho sinh viên, nó cũng là một điều hỗ trợ cho các em rất nhiều, cũng như hỗ trợ cho những đơn vị tuyển dụng như chúng tôi. Các sinh viên tốt nghiệp từ khoa phát thanh truyền hình đang làm việc tại Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thì là một nguồn nhân lực có chất lượng. Các bạn về Ban Thời sự thì đã hoàn thành rất là tốt những nhiệm vụ của mình. Cái quan trọng là họ được đào tạo một cách rất là cơ bản, vì vậy có đủ các kỹ năng và kiến thức để thực hiện tốt những cái nhiệm vụ mà đơn vị giao cho. Sinh viên ra trường sau khi được đào tạo 4 năm ở trong trường thì đã cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của cái ngành phát thanh truyền hình hiện nay. Nhất là cơ quan tôi có từ nhiều khóa đến nay có hàng chục sinh viên là về đây công tác. Trò giỏi cũng từ sự dìu dắt bước đầu của những người thầy. Một trong những điều khiến khoa phát thanh truyền hình luôn luôn tự hào là có được đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, thành thạo nghiệp vụ sư phạm và luôn cháy bỏng lòng nhiệt huyết yêu nghề. Tôi đối với một giảng viên để làm tốt được công việc của mình thì điều quan trọng vẫn là giảng viên đó phải tự ý thức trong việc trau dồi chuyên môn cũng như là tăng cường cái kỹ năng nghiệp vụ sư phạm lên. Nhưng mà một điều cũng hết sức quan trọng đó là cái sự tạo điều kiện của cấp trên, đó chính là ban chủ nhiệm của khoa. Thì đối với khoa phát thanh truyền hình chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà có một ban chủ nhiệm khoa hiểu giảng viên của mình và luôn luôn tạo những cái điều kiện cho giảng viên thể hiện cái năng lực sở trường của mình. Bên cạnh đào tạo, khoa phát thanh truyền hình cũng được biết đến là đơn vị có nhiều thành tích về nghiên cứu khoa học, bởi khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm, không tách rời với hoạt động đào tạo. Khoa phát thanh truyền hình là một khoa có nhiều nhà nghiên cứu rất là có năng lực, đặc biệt là những nhà khoa học trẻ. Cho nên cái hoạt động khoa học của khoa rất là thường xuyên, bền bỉ và có chất lượng.
từ năm 2003, khoa đã tổ chức hơn 15 hội thảo khoa học và 30 buổi thông tin khoa học, thực hiện hơn 70 đề tài khoa học cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm, 40 đề tài khoa học của sinh viên, xuất bản hơn 50 giáo trình, sách chuyên khảo, công bố gần 300 bài báo nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của khoa còn là lực lượng nòng cốt, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp bộ. Bên cạnh cái việc là giao soạn giảng, các cái bài giảng và các cái đề tài khoa học hàng năm, thì khoa phát thanh truyền hình còn thường xuyên tổ chức những cái nhóm nghiên cứu. Và trong những cái nhóm đấy thì những người có kinh nghiệm, có bề dày nghiên cứu khoa học sẽ là thủ lĩnh, đồng thời là cái người hướng dẫn giúp đỡ các giảng viên trẻ, những người có ít kinh nghiệm hơn để họ học hỏi lẫn nhau và cùng tiến bộ. Bên cạnh nghiên cứu khoa học, khoa phát thanh truyền hình cũng là đơn vị đi đầu trong các hoạt động hợp tác quốc tế. Các dự án của học viện có sự tham gia của khoa phải kể đến: dự án nâng cao năng lực truyền thông, hợp tác cùng Liên minh châu Âu, Đại học Tổng hợp Viên của Áo; dự án nâng cao năng lực đào tạo báo chí và truyền thông, hợp tác cùng tổ chức COICA Hàn Quốc; dự án phối hợp đào tạo với Đại học Middlesex của Vương quốc Anh. Điều này nó có rất có ý nghĩa đối với việc mà nâng cao cái năng lực giảng dạy cũng như là cái năng lực hướng dẫn thực hành của các giảng viên ở trong khoa. Nhà trường đánh giá đây là một cái hướng rất là quan trọng trong điều việc là đào tạo những cái giảng viên là vừa có cái tư duy lý thuyết, vừa có cái năng lực thực hành. Thì chỉ có những cái giảng viên như vậy mới có cái khả năng mà hướng dẫn cho sinh viên vừa học tập ở trên lớp và vừa có cái khả năng mà hành nghề trong thực tế. Ngoài ra, khoa là đối tác uy tín, quan trọng của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã WCS, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam, v.v. Future journalists and current journalists to report better. Đảm bảo việc làm bền vững và công bằng đang là một vấn đề được quan tâm trong xã hội hiện nay. Vì vậy, tôi đặc biệt vui mừng khi khoa phát thanh truyền hình là đơn vị tiên phong trong việc lồng ghép những nội dung này vào trong chương trình giảng dạy, cũng như soạn thảo cẩm nang dành cho sinh viên và các nhà báo đang tác nghiệp. Năng lực của cán bộ lãnh đạo cũng như là cán bộ giảng viên của khoa chúng tôi phải vô cùng đánh giá cao, không những chỉ năng lực kỹ thuật mà còn năng lực quản lý cũng như là thực hiện các cái hợp tác, đối tác giữa các bên. Với một cái đội ngũ mà có năng lực rất là tốt về báo chí cũng như là các cái vấn đề về báo chí với truyền thông thay đổi hành vi. Có thể nói, bất cứ đâu cũng vậy, một đoàn tàu muốn về đích không thể thiếu toa đầu. Con thuyền phát thanh truyền hình có vượt qua được bể rộng, sóng dữ để cập bến an toàn hay không? Điều đó nhờ vào ý chí dẫn đường của ban chủ nhiệm khoa. Để gây dựng nên một tập thể đoàn kết vững mạnh, ban chủ nhiệm khoa phát thanh truyền hình đã thực sự chăm lo cho đời sống vật chất, cho tinh thần của các cán bộ giảng viên. Cái mục tiêu của công đoàn cũng là bắt đầu từ đoàn kết và tạo ra một cái đời sống của các giảng viên trong khoa cho tốt. Thế thì trong nhiều năm qua thì khoa luôn làm được cái điều đó. Về mặt đời sống thì mặc dù rất khó khăn, nhưng mà trong những cái năm vừa qua thì đều tổ chức được cho các cái giảng viên đi thực tế và đi tham quan từ các cái nước trong các cái khu vực trên thế giới. Thì điều này có thể nói là nó tạo nên một cái sức mạnh và thương hiệu cho khoa phát thanh truyền hình. Những dự án với các đối tác, những chuyến đi, những trải nghiệm đều là những kỷ niệm, những tài sản quý giá mà mỗi thành viên khoa phát thanh truyền hình đều trân trọng. Đời sống cán bộ công nhân viên chức của khoa cũng rất là ổn định và tạo được một cái sự yên tâm trong công tác, và tinh thần thì cũng rất là đoàn kết, anh em đoàn kết và tin tưởng vào cái sự phát triển của khoa. Nếu người đứng đầu thiếu đi sự quyết đoán, đón đầu, khả năng tiên lượng, điều hòa công việc chung thì tập thể khoa phát thanh truyền hình khó có được những gì của ngày hôm nay. Người lãnh đạo cũng phải biết gắn kết những cái mục tiêu cá nhân của mọi người với cái mục tiêu chung của tập thể, để giúp mọi người có một cái động lực và tạo cái nguồn cảm hứng cho mọi người làm việc. Đương nhiên, người lãnh đạo cũng biết làm gương, biết dám làm, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm. Và sẽ còn tiếp tục những chặng đường mà khoa phát thanh truyền hình cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau chinh phục thành công. Trong suốt 15 năm qua thì khoa liên tục được bổ sung và thêm những giảng viên trẻ có năng lực, có trình độ ngoại ngữ và có sức bật. Vì vậy, sự cộng hưởng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa già và trẻ, giữa những người có kinh nghiệm và những người có sức bật, sức trẻ, sức sáng tạo thì đã làm nên cái bản sắc
và thương hiệu của khoa phát thanh truyền hình. Và dù mỗi một cá nhân trong khoa phát thanh truyền hình có thể có kinh nghiệm khác nhau, có năng lực chuyên môn khác nhau, có cá tính khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung vì sự phát triển của khoa, của nhà trường. Cho nên tôi tin rằng dù tương lai có thế nào thì với những con người mà chúng tôi đã có, với cái truyền thống 15 năm và với bản sắc và thương hiệu ở khoa phát thanh truyền hình thì chúng tôi sẽ luôn thành công trong mọi nhiệm vụ. 15 năm, một chặng đường chưa đủ dài nhưng không quá ngắn, và khoa phát thanh truyền hình quan trọng nhất đã khẳng định được vị thế của mình trong công cuộc đào tạo báo chí của nước nhà. Chân dung những năm tiếp theo ra sao sẽ do chính các thành viên trong ngôi nhà chung phát thanh truyền hình tự vẽ nên, điều khó đoán định. Nhưng với ý chí và nỗ lực ấy, với tinh thần và tình yêu ấy, chắc chắn khoa phát thanh truyền hình vẫn sẽ là cái tên được nhắc đến trong rạng rỡ của những ngày mai. Nhân sự kiện 15 năm tái thành lập khoa, tôi xin gửi tới khoa những cái lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và tôi chúc cho khoa sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, có nhiều sáng tạo đổi mới hơn nữa. Chúc mừng 15 năm tái thành lập khoa phát thanh truyền hình. Chúc cho khoa có một đội ngũ giáo viên thật giỏi, giỏi nghề, giỏi cả thực hành cả lý thuyết, và đào tạo được những đội ngũ thật vững vàng.